Okay, nghe con rồi. Nè. Ok hết. Mày đâu. Nó sẽ có thêm một cái khung bảo vệ. Một bộ cánh nữa. Là 4 cánh. Và mấy cái chui của thì nhiều thị trường. Đó, đây là một cái đầu mở cánh nè. Đó, vậy thôi. Đây là một viên pin. Pin này mua thêm thì khoảng mấy trăm á, 400-500. Thì sẽ bay thêm được, có pin bự và pin nhỏ nữa. Thì mình đang xài pin vừa thôi, pin pin riêng của nó đây. Pin nó chỉ có 2000, 1200 à. Còn pin mà muốn bay lâu hơn á, khoảng 2200 cho đến 3000. À, bây giờ mình sẽ thử mở lên và mở lên cắm vô, mình sẽ ghim vào. Cái này setup thì cũng dễ lắm, không gì khó hết. Mình sẽ vuốt này vô, bạn cắt vô nó cứng lại như nè. Đó, đó, do cái này nó khó khăn. Rồi, khi mà dính vô xong rồi các bạn ấn xuống này một cái thì nó sẽ hiện lên là quạt nó đang chạy, thì nó đang phát bluetooth, nó đang phát wifi. Vậy là nó đang xong rồi đó, đèn đứng yên là ok rồi. Bây giờ mình sẽ mở điện thoại lên. Thì trước khi đó thì bạn sẽ cài cái app là Free Fry Pro. Bạn mở cái app lên, xong mở wifi lên. Nó dùng sóng wifi, tên nó là Pipop nè. Đó, giờ sẽ lên kết nét. Rồi, sau đó bạn vào phần Free Fire Pro, mở cái app nó lên, chờ một tí xíu nó sẽ hiện lên đây. Bây giờ nó đã hiện cái app này lên rồi, thì dung lượng pin phần trăm này nọ nó có báo hết. Hiện tại là còn 54% pin và cái bộ nhớ của nó là nó có hình ảnh gì trong này nó sẽ có đưa ra hết luôn. Cái này của cái thằng hôm bữa bên nước ngoài nó bay nó vẫn còn hình ảnh. Chút nữa mình sẽ xem. À, nếu bạn có tay cầm thì bạn sẽ connect giấy. Tay cầm thì cái tay cầm này á thì bạn có thể mua cái tay cầm mà dạng như chơi game á, loại rẻ tiền mà kết connect qua bluetooth á thì điều khiển cho nó dễ cũng được. Rồi, bây giờ mình sẽ vào cái phần là cái giao diện. Thì cái giao diện này nó mới update lên rất là đẹp, nó đầy đủ hết luôn thông số. Thì ở đây là cái bản đồ GPS nè, màu đỏ là hiện tại là chưa có GPS, chưa bắt được. Bấm vô thì đây là cái màn hình camera của bạn. Thì bạn có thể mở cái camera này theo tùy ý thích. Bây giờ mình sẽ vào phần setting nè. Trên này là camera, khi các bạn về bạn nghiên cứu thêm. Ở trong này nó có hiển thị đầy đủ hết rồi. Rồi, thì ở dưới này nó sẽ có hai cái. Đây là chế độ bình thường nè, chơi bình thường. Thì hai cái chế độ này á thì mình nhớ không lầm có thể xoay được cái camera lên xuống qua lại. Và dưới này mình có thể gắn vô cái FPV giống như là cái của hàng Samsung á rồi mình chơi. Rồi, rất là nhiều cái chế độ. Nè, hôm qua mình nói bạn cái chế độ bay, thì đây chế độ bay bình thường thì bạn có thể giảm lại xuống cái tốc độ bay là bao nhiêu, độ cao là bao nhiêu thì sẽ chậm hơn, bạn điều khiển thì nó sẽ hơi dạng như nó không có được nhảy, nó sẽ tức là nó bị khựng khựng lại tí xíu. Còn nếu mà chuyển qua chơi sport thì bạn có thể tăng lên độ cao và giảm xuống và tốc độ bay nhiều cái nữa. Thì đây là cái chế độ an toàn nè. Đó, thì bạn vô bạn setup. Thì nếu mà còn nhiều vấn đề không biết thì bạn có thể lên YouTube bạn xem. Đó, chụp hình camera thì đầy đủ hết. Đây, camera còn hoạt động ok nha. Rồi ok.